75 天. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Đức, bạn từng uống qua đồ uống của chỗ này chưa? A tớ, nǐ hē guò zhè lǐ de yīnpǐn ma? A tớ nǐ hē guò zhè lǐ de yīnpǐn ma? A tớ, nǐ hē guò zhè lǐ de yīnpǐn ma? A tớ, nǐ hē guò zhè lǐ de yīnpǐn ma? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương, bạn của chị Triệu. Tôi là Phan Thùy Dương, Zhao Jie Jie 的朋友。Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说得挺好的。Cũng là người Hà Nội. 也是河内人。Người bản địa Quế Lâm. 桂林本地人。哦，华萨拉费。哦，原来是这样。Nhận được rồi với nghĩa nhận được điện thoại rồi. 接到了。Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用。Thêm bạn xong rồi. 加好了。Không được, sao có thể để bạn? 不行，怎么能让你？ Đã là bạn bè. 既然是朋友。Nhân viên phục vụ, người phục vụ. 服务员。Làm phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下。Cho mình cappuccino. 给我卡布奇诺。Cho mình cà phê trà xanh đi. 给我绿茶咖啡吧。Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等。